cầm máu phiếu anh không được dừng giờ. Cái tập mặc được anh khó lắm nè, đừng mơ. 3, 2, 1 bắt đầu. Và đây là số thứ hai của ngày hôm nay. Số đầu tiên là thành công rồi nhá. Và số thứ hai thì không biết như nào đây. Ok, tiếp tới mình sẽ số tiếp theo nào. Bạn nào độc thân nào? 1 hour later. Đây đây đây. Này ông, bắt tóc đỏ hả? Ủa đây. Ở trên á. Ờ. Đấy, em thấy chưa? Mới mới nó là nhiều luôn. Em tên là gì? Em tên Vân ạ. Vân sinh năm bao nhiêu? 2003. Quê ở đâu? Quê ở Thái Bình ạ. Quê ở Thái Bình đúng không? Dạ. Nice. Thì anh có thể mời em vào tham gia ghép đôi được không? Dạ thôi ạ. Đi vào đi, anh thấy mọi người ủng hộ em mà. Dạ không. Vào đi, cho đất nước Thái Bình. Đó là thông minh, không ai bằng luôn. Chật đấy, đấy câu thẳng thỉnh đấy. Em vào em nói câu đấy luôn được. Dạ thôi ạ. Thôi anh không chơi đâu. Nhưng mà anh duyên nhở? Mời anh ghé. Đi vào đi. Mọi người cho chào vỗ tay các bạn nữa vào đúng không? Vân, 2K3, đến từ Thái Bình. Các anh chuẩn bị chưa? Ready. 3, 2, 1. Rồi. Ôi trời ơi. Ok, em tới đây đi, em yêu. Ôi trời, ôi trời, ôi trời ơi. Nhiều quá, đồng quá rồi. Tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này. Đồng không? Đồng quá trời luôn. Trời ơi, nào nào. Giới thiệu với bạn nữ tên tuổi quê. Em đứng ở đây. Em tên là Hợp ở Ứng Hòa. À, mình tên là Phúc Hường, 205 ở Đan Phượng. À, em tên là Nguyễn Văn Công ạ. À. Em ở quê em ở Hà Tây ạ. À. Mình tên Quang Anh, sinh năm 1991. Really nigga. Quê ở tên Quang. Okay. Mình tên là Tạ Văn Anh, biên tập. Quê ở 29Y3 Ứng Hòa, Mái Đình. Mày là nhất. Mày siêu nhân. À, mình tự giới thiệu mình tên là Nguyễn Chiến Thắng, sinh năm 97, quê Hòa Bình. Mình xin tự giới thiệu mình tên là Hoàng Khải Long, quê ở Vĩnh Phúc. Mình xin tự giới thiệu mình là Thông, sinh năm 98 Hà Nội. Anh là Phan Có Điện Ảnh. Mình tên là Lương Hoàng Vân, mình quê Thái Nguyên, mình sinh năm 99. Ok, tiếp luôn. Em tên Hoàng Anh, 2K6 ở Thái Bình. Cùng quê. Mấy thưa bạn, mấy thưa là Tuấn Anh, mình sinh năm 2K, mình ở 17B8 Thái Bình. Okay. Vâng, chào bạn, mình tên là Trường, mình sinh năm 2001, mình đến từ quê hương Vĩnh Phúc. Em là Phú, em đến từ Bánh Đậu Xanh, em 2K5. Hải Dương đúng không? Mình tên là Quang, mình sinh năm 2003, mình ở Hà Nội. Ok, rồi. Rồi bây giờ tôi muốn hỏi là trong dàn nam này thì có bạn nào không tự tin thì có thể đi ra ngoài luôn ạ. Không có đâu. Bước ra ngoài luôn. Tự tin không? Hồ bắt đầu, quyết tâm không? 2, 3, quyết tâm. 2, 3. Kỳ lạ thật. Rồi các em ơi, bây giờ em chọn ra giúp anh 4 bạn nam để đi vào vòng tiếp theo nhá. Và 4 bạn nam sẽ vào thử thách tạo ấn tượng với em. Rồi, xin mời tất cả bạn nam đằng sau của anh. Em chọn ai thì em giơ tay người đó vào nhá. Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Mời đẹp. Thử thách này sẽ là thử thách thả thính. Rồi, em ơi, follow
tặng bạn một câu thả thính nhé. Tặng em một quả chanh thần, bổ ra em thấy trưởng thành của anh. Xuất sắc mẹ luôn. Ok. Người ta thường gọi kẹo khá là ngọt, nhưng mà khi mình nhìn bạn thì mình thấy bạn còn ngọt hơn cả kẹo. Kẹt đấy trời. Rồi nghe lại muốn ăn rồi. Tiếp nào. Cho anh order một lẩu cá kèo, bên em chọn đời. Nói thì cho nó nhanh, cho nó dễ hiểu. À, ok. Cho anh một cốc trà đào, tiện cho anh hỏi lối vào tim em. Nó ở cái tập. Ok, mình sẽ theo yêu cầu thể nguyện của khán giả. Ở đây cho Vi Hoàng hỏi là có bạn nào tự tin dám bước lên thể hiện tình cảm với bạn nữ luôn không nào? Bình tĩnh đi anh. Có nào dám tự tin để thể hiện tình cảm với bạn nữ thì bước lên một bước nha. Ok. Một bạn nam được hiện. 2 được. 3 4. Rồi bây giờ bạn nào, bạn theo mình theo số thứ tự đi. Bắt đầu từ bạn nam vào sơ mi đi. Okay. Nếu bây giờ được thể hiện một hành động tình cảm với bạn nữ em sẽ làm gì để thể hiện tình cảm? 3, 2, 1 bắt đầu. Em có đồng ý để anh ôm một cái không? Ôm ạ. Không. Còn cái gì? Không được rồi, thế là mình phải đổi rồi. Này, thể hiện tình cảm không động chạm. Các ơi, bây giờ thể hiện tình cảm không động chạm cơ thể thì theo các ông là làm gì, gợi ý cho các bạn nam đi. Không biết nữa. Bật Vina Hầu. Bật Vina Hầu nhảy á. Ôi bạn ơi. Cái này nó chỉ là khả năng riêng của anh rất thông thôi. Tôi biết anh đâu có khả năng nhảy rồi. Nhưng mà các bạn nam khác là không có khả năng. Mình phải tập trung cho các bạn nam khác nữa chứ. À, có bạn nam phải tính nhảy solo với anh không nhá. Ok. Làm rồi. Gì đấy. Thế thôi, bây giờ mình ưu tiên cho hai bạn này rồi, còn để hai bạn nam suy nghĩ nhá. Ok. Đó ở cái tập chắc khó lắm nào. Đừng mà. 3, 2, 1 bắt đầu. Tình yêu mày nói này. Tôi chẳng có tay đi làm gì nữa. Sự tự tin này làm gì. Thật là tuyệt vời. Tôi chắc chắn là trong tối hôm nay chưa có ai thể nhảy được bằng bạn Thông với các bạn Nam Đi Hoàng này. Ok rồi, đấy là phần thể hiện tình cảm của hai bạn nam. Bây giờ là còn hai bạn nam nữa. Rồi xin mời hai bạn đứng lên nào. Rồi bây giờ là thể hiện của bạn Thông và bạn Tuấn Anh rồi. Ok, bây giờ còn hai bạn nam nào. Em chống đẩy 5 cái tặng bạn ấy. Ok, cho bạn ấy ngồi lên lưng nhá. Được không? Ok. Em ngồi lên lưng bạn ấy đi. Mạnh mẽ, ngang tàn, không ngại va chạm, ngông cuồng. Anh là một chiến binh mà bất cứ đối thủ nào cũng khiếp sợ. Khuôn mặt lạnh lùng. Rồi ok, cảm ơn bạn Nam. Rồi bạn cuối cùng nào. Có gợi ý gì không ạ? Mọi người có gợi ý gì cho bạn Nam không? Ngồi lên cổ anh ơi. Đang ngồi lên cổ ạ. Cho ngồi lên cổ á. Cũng đầy hẹn lắm chứ. Người nhà em đấy, bây giờ em có đồng ý không? Em đồng ý không? Bruh. Không đồng ý đúng không? Còn cái gì? Không đồng ý thì mình sẽ làm cái gì khác tương tự như vậy. Cũng là chống đẩy. Ok ok được. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Rồi bắt đầu xuống nào. Ok. Hơi hơi tí thì chấp nhận. Bắt đầu.
mời bác đứng lên. Thôi được rồi, ok, không sao cả. Mặt quá đỏ rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ chọn một người để đi vào vòng cuối cùng nhá. Một người thôi, một trận 4 nha. Anh đến 3, 2, 1. Chọn ai thì em đến và kéo tay người đấy nhá. 3, 2, 1. Bắt đầu, một người thôi em ạ. Một người ơi. À, xin mời hai bạn quay lên mặt lại đây nào. Rồi, bây giờ mình sẽ có một phút để làm quen nhau trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Mời bạn Nam chủ động trước nhá. Anh chào em, anh tên là Tuấn Anh thì không biết mình ở đâu Thái Bình nhỉ? Em chào anh, em tên Vân, 2003 ở Thái Bình. Anh ở cũng ở Thái Bình, anh ở huyện Tiền Hải. Em ở Hưng Hà. Các bạn là sinh năm bao nhiêu nhỉ? Mình sinh năm 2000. 2000 với cả em là 2003. 2000 và 2003, ok, cách nhau 3 tuổi, đẹp mà. Hiện tại thì bạn đang làm gì? Hiện tại thì mình đang sinh sống ở Hà Nội. Nhà mình ở Hà Đông thì mình làm kinh doanh. Còn em? Em vẫn là sinh viên năm nhất. Nhưng mà hiện tại thì gia đình của bạn đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội luôn đúng không? Đúng này. Cả gia đình luôn á. Còn gia đình em thì vẫn ở Thái Bình chứ? Em qua, bạn có hay về Thái Bình không? Mình thực ra là mình thì có người nhà vẫn đang ở Thái Bình. Vẫn ông bà cũng đang ở Thái Bình. Trung bình một năm về bao nhiêu lần? Mình thực ra là mình một năm thì mình cũng về ít, nhưng mà khả năng là sau chương trình này thì mình sẽ chăm chỉ mình về hơn. Về đâu? Về Thái Bình nhiều về hơn. Về chỗ nào Thái Bình? Về Hưng Hà Thái Bình. Đấy, nó phải thế. Hảo An. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một thử thách cuối cùng luôn nha. Thử thách này sẽ liên quan đến thể hiện tình cảm từ bạn nam và bạn nữ, liên quan đến thể lực. Và thử thách này là format của chương trình, nó đã sẵn có rồi. Bạn nam sẽ phải bế bạn nữ và mũi chạm mũi trong vòng 30 giây. Bế thẳng lên nhá. Okay. Chuẩn bị này. Ok, bế thẳng lên nhá. 3, 2, 1, bắt đầu. Chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu. À, có hiểu cảm giác được không? Em nghe anh có hiểu cảm giác được không? Thôi để em nói anh nghe một câu. Quá tuyệt vời. Anh có người ta đẩy ra rồi, vẫn cứ cố bế ơi. Thằng thanh con này. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng quyết định nha. Xin mời hai bạn đằng sau quay. Nếu như các bạn đồng ý cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu nhau sâu hơn nữa thì hãy quay mặt lại sau 10 giây tiếng nếu của Vy Hoàng. Nếu không đồng ý thì có thể đi thẳng. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Đau mấy. Mời đẹp. Ê, chết tiệt. Sao em lại quay bước đi? Tại sao không thể ngừng nhớ em? Sao lại không quay lại với bạn nam vậy? Chắc tại lý trí thắng con tim ạ. Cái gì cơ? Chắc tại lý trí thắng con tim. Là sao? Là em chưa cảm tình với bạn này ạ. Khả năng là mình sẽ cần thời gian để tìm hiểu nhau thêm. Ok, vậy thì mình có thể tạm biệt nhau bằng một cái bắt tay được không? Ok, cảm ơn hai bạn rất nhiều và hy vọng là sau ngày hôm nay hai bạn sẽ tìm được một nửa của riêng mình. Ok, cảm ơn hai bạn đã tham gia. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Trời ơi, tại sao hai bạn này lại không đồng ý quay lại nhỉ? Đều ở Thái Bình mà. Nhưng mà chắc có lẽ nó là một cái cơ duyên thôi. Không sao cả. Nếu như mà hai bạn có nhu cầu thì vẫn lên đây, tôi sẽ ghép đôi lại cho hai bạn tìm một người phù hợp hơn nhá. Và các bạn đừng quên like, share and subscribe cho Vion Qubit và SB Entertainment. Đừng quên join vào group ghép đôi đường phố đi bộ Hà Nội. Còn bây giờ thì ghép đôi tiếp tới. Let's go.